Không sợ thật á? Anh ơi cho mẹ đi với, mẹ sợ ộp à? Mắc răng à? Đúng. Mắc răng. Nó nhìn trông để vật liệu xây dựng trông nó ấy này. À, cái nhà này là nhà mà chắc cái họ chưa hoàn thiện sao? Đang làm vợ. Chắc chưa giấy phép. Ôi sữa. Nhà mình có cái view đẹp quá. Tìm hiểu lấy lần sau lại check in điểm khác. Nhà cụ. Vâng. Đẹp quá. Mỗi nhà là một kiểu. Rất hay, không nhà giống nhà nào rất hay. Tức là mình đi như này là mỗi lần đi là check in một nhà. Nó đẹp, mỗi nhà đẹp một kiểu. Ơi. Tôi không thích đâu. Mẹ ơi con bảo ta lấy đồ cho con ở đâu à? Không thích đâu. Đâu thích đâu. Đâu đó đi. Xong rồi làm gì nào?